Và hiện tại mình đang là nhân viên kinh doanh. Thì như các bạn cũng đã biết thì cái công việc nhân viên kinh doanh là một cái công việc rất hay tiếp xúc với khách hàng. Và cái ngoại hình đối với nhân viên kinh doanh cũng là rất quan trọng. Nhưng mà một cái điều rất là ngược ngạo là trước kia Phong là một người rất là mập và đặc biệt là béo ở bụng. Thì may mắn là được sự giới thiệu của bác sĩ thì Phong đã tìm và lựa chọn được cho mình cái sản phẩm Body Cha của Viện Dược Liệu. Thì sản phẩm này đã giúp cho Phong rất nhiều trong cái việc giảm cân. Là kết quả là Phong đã giảm được 10kg, đó là một kết quả mà Phong không ngờ tới được. Hôm nay Phong dành một tí thời gian để làm cái video này. Một phần là để cảm ơn cái thương hiệu Body Cha của Viện Dược Liệu đã tạo ra một cái sản phẩm tốt. Cái tiếp theo là Phong muốn chia sẻ cho các bạn đang gặp phải cái vấn đề béo bụng về cái trường hợp như Phong để lựa chọn cho mình cái sản phẩm tốt như vậy. Body Cha giúp giảm cân, hạ mỡ máu, sản phẩm do Viện Dược Liệu Trung ương sản xuất.